Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng mới, thì em lại lên video để gửi tới các bác. Được rồi, các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con dao thái của Đức nhé, dao thái của Đức. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho anh em và giá thì rất là tốt cho anh em luôn. Đấy. Con này thì chiều dài của nó khoảng là 30 cm nhá. Đấy, khoảng 30 35 cm. Nói chung là nó khá là dài luôn con này. Đây em xem nào. Nó khoảng 35 cm nhá. Đấy. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Rất chất lượng và giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất tốt luôn. Đây, hàng made in Germany, hàng của Đức nhá, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng thương hiệu Willing hay người. Đây là một cái dây bóng rất là dài, em sẽ test thử xem nó có cắt được cái dây bóng này không nhá. Đó, đây. Một cái giấy bóng xa dai như này mà nó vẫn cắt được, tức chứng tỏ là con dao này rất là sắc nhá. Giấy bóng này là thuộc dạng là giấy bóng dai các bác nhá, giấy bóng dai đó, chứ không phải giấy bóng giòn. Giòn thì nó sẽ dễ cắt. Đây, nó dai này các bác này. Đấy, giấy bóng dai này. Nói chung là con này cắt như này là khá là ngon rồi đó. Hàng dày dẫn chắc chắn này, khâu đầu như này, hàng của Đức này, Willing hay người, made in Germany nhá. Đó, con này thì các bác lên cho em là dao thái Đức nhá, dao thái Đức, giá thì sẽ là 170.000 con dao thái Đức như này đó, 170k. Lên cho em là dao thái Đức nhá. Đó. Dao thái Đức này. Đó. Dao thái Đức giá của nó sẽ là 170k nhá. 170k cho con dao thái Đức như này. Hàng siêu chất lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Lên cho em là dao thái Đức nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái chai xịt bếp các bác nhá. Xịt bếp đây. Đấy. Con này thì dung tích của nó sẽ là 500ml các bác này, 500ml nhá. Lên cho em là xịt bếp. Giá của nó sẽ là 40k nhé. Các bác lên cho em là xịt bếp này. Đó, xịt bếp. Giá của nó sẽ là 40k cho một chai xịt bếp như này. 40.000 cho một chai xịt bếp như này nhá. Con này của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng là kem trắng này. Đấy. Đóng anh cái cửa này Minh ơi. Kem trắng quá này. Đấy, thuộc cái dạng kem trắng như này. Các bác cứ xịt vào là nó sẽ đánh tan các cái vết bẩn ở trong bàn bếp, bệ bếp đi. Đóng cái cửa này vào. Đấy, lên cho em là xịt bếp nhá. Đây các bác này. Đấy. Các bác cứ xịt vào sau đó thì mình đánh tẩy đi là nó sẽ sạch luôn. Đấy. Cái này thì nó sẽ là thuộc dạng là gọi là chất tẩy tự nhiên, cho nên là nó rất sạch, hương chanh, nó rất là thơm, chứ nó không như các loại tẩy truyền thống nó rất là nguy hiểm nhá. Đó, con này thì nó rất là sạch thơm luôn. Đấy, các bác có thể là xịt bếp để mình tẩy đi nó rất là sạch luôn. Đây các bác này. Đấy. Bàn bếp ga các thứ nhà bác nó bẩn này, các bác tẩy đi. Đấy, xịt xong tẩy đi cho em. Đó. Xịt để một thời gian 5-10 phút cho nó ngấm vào, nó tẩy hết đi cho em. Đó. Nên mã giúp cho em là xịt bếp nhá. Giá thì chỉ có 40k cho một cái bình xịt bếp này thôi. Rất tiện dụng để cho các bác sử dụng trong nhà bếp nhà mình. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái phủ máy giặt các bác nhá. Đấy. Phủ máy giặt thì nay bên shop về cho bác giá cũng khá là tốt nhá. Đó, giá tốt cho bác luôn. Đó. 50k cho một cái phủ máy giặt như này. Đấy, nó sẽ có hai loại, một loại là cửa trên và một loại là cửa trước nhá. Đấy, về nhà các bác tháo ra sau đó thì mình sử dụng thôi, nó khá là tiện dụng luôn, có cả khóa kiếc cho các bác đàng hoàng. Đấy, thì đây em sẽ có cái video sử dụng thực tế cho các bác xem luôn, thì con này nó cũng rất là tiện dụng để các bác sử dụng trong bếp nhà mình, trong cái khu vực bếp và nhà tắm, nhà vệ sinh, đặc biệt là khu vực nào mà hay bị nước mưa, hay các bác để ngoài trời hoặc là để trong phòng khách, phòng kiếc mà muốn che đi cho nó lịch sự. Phủ máy giặt thì nó khá là lịch sự luôn, khá là ok các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đây các bác này. Đấy. Khi mình phủ lên nó sẽ như này các bác này. Phủ lên nó sẽ như này. Đấy, còn lại là khi mình sử dụng thì mình có thể là đấy, phủ lên nó sẽ như này các bác này. Và khi nào mình không dùng nữa thì mình lại đậy vào. Đó, nó khá là tiện dụng cho bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. Đấy, đây đúng cái mẫu nhà em đang bán này các bác này. Đấy, che đi các bác nhá, rất là tiện dụng, sạch sẽ luôn. Khi nào các bác dùng thì mình mở cái nắp ra, đấy, rất là tiện dụng nhá. Đó. Thì nó không thấm nước, các bác có thể là để ngoài trời các thứ cũng ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đấy, mở ra sử dụng bình thường, dùng xong lại đậy xuống, rất lịch sự nhá. Đó, kể cả các bác để trong phòng khách hoặc là dùng chung rất là ok. Lên cho em là phủ máy giặt nhá. Phủ máy giặt giá của nó sẽ là chống nước cho bác luôn, giá của nó sẽ là 50k cho cái phủ máy giặt như này. 50k các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái xịt toilet cho nhá. Đấy. Các bác lên cho em là xịt toilet. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k cho con xịt toilet như này. Lên cho em là xịt
xịt nhà tắm nhá, đây cho xịt nhà tắm. Đấy, xịt nhà tắm giá của nó sẽ là 50k cho một chai như này. Đấy, cái này thì nó cũng là hương tự nhiên, hương chanh rất là thơm, nó cũng cùng hãng với xịt bếp kia. Đó. Đây con này. Đấy, và nó cũng là thuộc dạng kem trắng như này. Các bác cứ xịt là nó sẽ tẩy hết này. Nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, các cái thiết bị vệ sinh. Đấy, thì các bác dùng cái này nó sẽ không bị ăn mòn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cũng khá là tốt luôn. Đó. Xịt nhà tắm. Đấy, nó không bị ăn mòn có nhá. Đấy, cái này thì ưu điểm của nó không bị ăn mòn, cho nên là các bác không lo bị mòn, bị gì các cái phần đây các bác này. Đó. Không lo bị mòn, bị gì hoặc là bị ăn mòn các cái đồ thiết bị vệ sinh. Đó, các bác xịt sau đó thì mình sẽ để cho em một lúc đấy, 10 năm 10 phút sau đó thì mình tẩy đi, đánh đi là nó sẽ sạch luôn. Rất là hiệu quả nhá. Hương chanh rất là thơm, nó không như cái mùi cái loại tẩy tự nhiên. Nếu tẩy tự nhiên mà các bác dùng là các bác dùng cái loại tẩy công nghiệp hay là nó sẽ ăn mòn hết cả sứ cả men đi, là nó sẽ rất là xấu. Đấy, con này thì rất là sạch luôn. Một chai này thì sẽ là 50k. Lên cho em là xịt nhà tắm nhá. Xịt nhà tắm giá sẽ là 50.000 cho một chai như này. Khá là tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đèn cầm tay này. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi và nó cũng là một cái sản phẩm khá là hữu dụng. Nó sẽ có cho các bác là một đèn và một cái dây sạc như này. Nó sẽ chỉ có cho các bác một cái dây sạc thôi. Con đèn này các bác bật này là nó sẽ lên này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là đầu tiên là một con đèn cầu lồi như này để lấy ánh sáng rộng này, sau đó thì nó sáng nhẹ này, nhấp nháy này. Đó, và sẽ có hai con giải led hai bên. Đó, và sẽ có một con đèn dọi đằng trước này. Đó. Pha này con này cũng khá là dọi luôn nhá. Pha của nó khá là dọi luôn các bác này. Đó, đây. Pha của nó khá là dọi luôn các bác. Đó, đây các bác này. Đó, pha khá là dọi, khá là ok nhá. Đó, đây các bác này. Đó, pha của nó dọi cũng khá là xa luôn. Giá thì chỉ có 100k thôi các nhá, chỉ có 100k cho con đèn cầm tay này thôi. Các bác lên cho em là đèn cầm tay, có báo pin luôn nhá, có báo pin. Sạc ở đây các bác nhá, sạc ở đây và nó sẽ có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Và đây nó sẽ có cả tấm pin sạc năng lượng mặt trời luôn. Đấy, nói chung là khá là ok nhá, khá là ok luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn các bác nhá. Đó, chỉ có 100k thôi. Các bác lên mã giúp cho em là đèn cầm tay nhá. Đấy, đèn cầm tay. Giá thì sẽ là 100.000 cho một con đèn cầm tay như này. Giá khá là tốt quá. Đó. Lên mã giúp cho em là đèn cầm tay nhá. Đèn cầm tay này, đèn cầm tay. Đèn cầm tay giá của nó sẽ là 100k nhé. Tên nó là đèn cầm tay, giá nó sẽ là 100k nhé. 100k cho con đèn cầm tay như này, khá là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bọc yên xe các nhé. Đó, các bác lên xem là bọc yên xe này. Đấy, con bọc yên này thì cũng khá là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong gia đình nhà mình nhé. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 50k thôi. Đấy, chất liệu của nó là sợi cước đan 3D cực kỳ mềm mại và thoáng khí luôn. Đó, các bác có thể bọc lên các cái yên xe máy, xe đạp điện, rồi nói chung là các yên xe to đều bọc ok hết nhá. Tên theo là bọc yên nhá, giá sẽ là 50k. 50k cho một con bọc yên như này, rất tiện dụng để các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đây em đã giúp cho là bọc yên này. Đây các bác nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn này. Yên xe cũ bẩn hỏng này, ngấm nước này, bọc lên cái là xong. Đấy, bọc lên. Đấy, rất đẹp các bác nhá, xịn sò luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con bọc yên xe như này, giá chỉ có 50k thôi. Vừa bảo vệ yên xe chống rách, chống xước này, vừa là ngồi êm này, chống nước, chống nóng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 50k nhá. Lên cho em là bọc yên nhá. Bọc yên giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt cành nhá. Đấy. Lô này về em về cái lô hàng nội địa của Nhật, siêu đẹp cho các bác luôn. Đó. Hàng trong cái hộp như này. Các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà khá là ok nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kéo hộp giấy nhá, kéo hộp giấy, nó trong một cái hộp giấy như này các bác này. Rất xịn sò luôn, hàng nội địa của Nhật nhá, hàng làm thủ công, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Rất là ngon nhá. Lò xo các bác đẩy này nó sẽ ra này. Đó, con này thì nó sẽ là hàng cao cấp luôn. Thép SK50 gì nhá. Đó, hàng cao cấp cho các bác luôn. Con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn các bạn. Đấy, rất là bén, chất thép của nó thì thôi rồi luôn các bác nhá. Đây. Hàng của hãng các bác này. Đấy. Đây. Hãng của Nhật đây các bác này, đấy, hàng nội địa Nhật nhá. Các bác lên mã giúp cho em là kéo hộp giấy nhá, kéo hộp giấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi, 120.000 cho một con kéo hộp giấy như này. Hàng khá đẹp luôn các bác, đấy, khá đẹp luôn. Lên cho em là kéo hộp giấy nhá, đấy. Kéo hộp giấy này. Kéo hộp giấy. Giá của nó sẽ là 120k. 120k cho con kéo hộp giấy như này. Con này chuyên dùng để cắt cành thì cực kỳ là ok. Các bác có thể mua cho biếu tặng hay làm quà. Hàng nội địa của Nhật các bác nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, rồi ok.
Vừa rồi thì các bác đã được trải nghiệm chất âm của con loa gỗ dài các bác nhé. Con này chiều dài của nó sẽ là 40cm. Đó, chiều dài của nó 40cm, chiều cao 40 và rộng 40. Con này thì nó sẽ có hai loa hai bên và một quả trầm ở giữa. Đấy, chất âm thì cực kỳ là trầm ấm, sắc nét và rất là hay luôn. Đây, vỏ của nó sẽ là vỏ gỗ như này các bác nhé. Vỏ gỗ như này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá cực kỳ hợp lý nhá. Con này sẽ tặng kèm các bác một cái dây sạc nhá. Con này thì ngoài ra các bác có thể cắm thẻ nhớ, cắm jack 3.5 và cắm thẻ USB. Nói chung là hàng đa di năng. Các bác có thể cắm được trên mọi các cái loại hình khác nhau các bác nhá. Đấy, có chân giá đỡ như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho bác luôn. Giá thì bên shop đang thùng gầm ấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, gầm con giữa này. Đấy, giá của nó sẽ là 250k và bao ship cho con loa gỗ này nhá. Đấy, 240.000 và bao ship cho con loa gỗ như này. Các bác lên tiệm là loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 240k và bao ship các bác nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp tiệm là loa gỗ dài các bác nhá. Loa gỗ dài 240k và bao ship các bác nhá. Các bác lên tiệm là loa gỗ dài nhá. Đấy, loa gỗ dài. Con này bên shop gửi tới các bác cái giá đó là loa gỗ dài này. Giá của nó sẽ là 240k và bao ship cho con loa gỗ dài này nhá. 240k bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, lên mã giúp tiệm là loa gỗ dài 240.000 và bao ship. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con máy xay khô nhá. Đây, đấy con này nó xay cái bột nhỏ tăng như này các bác. Đấy, xay bột nhỏ tăng này các bác. Đấy, đây. Đây em đã xay thử cái bột cho các bác xem này. Đấy, nó xay nó mịn nhỏ tăng này các bác này. Nó rất là đơn giản luôn các bác nhá. Đấy đây, thì em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220. Và đây là cái loại gạo này. Đấy, gạo trắng trong luôn nhá. Gạo này thì cực kỳ là rắn luôn. Gạo này phơi trong như này nó rất là rắn nhá. Đây các bác nhá. Đó. Đây em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì nó rất là tiện dụng luôn. Hàng sử dụng điện 220V. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá. Đây em sẽ xay thử cho các bác xem. Đấy, đây các bác nhá. Đó, đây. Đây các bác nhá, xay luôn cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Đây nhá. Đấy, xay cực kỳ là mạnh luôn. Con này khi các bác xay thì nên nhấp nhả thì em nhá. Đấy, nói chung là những cái đồ máy xay thì các bác nên nhấp nhả thì nó sẽ rất là tốt nhá. Đấy, chứ mình đừng ép nó liên tục. Đấy. Thì con xay thì nhấp nhả thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều nhá. Đấy. Khi xay thì mình đừng nên ép nhé, ép nhiều quá nó sẽ không tốt nhé. Đấy. Và lưu ý cho em khi các bác nhận hàng thì các bác phải đẩy cho em cái phím này, nó sẽ vào cái phần quai này, cái lẫy đen này nhá, cái lẫy đen này vào cái phần quai này để nó là cái công tắc luôn nhá. Đấy, nó sẽ là công tắc ở phần quai này. Đấy. Tức là con này các bác phải đậy nắp kín thì mình mới xay được nhá. Đấy, theo. Đấy, kêu rất là kinh khủng luôn. Đây, đấy. Đây em xay có một tí mà bột nó đã ra nhỏ tăng này các bạn. Đấy, đây. Bột nó ra này các bạn này. Đấy, có thấy không? Đây. Đấy em xay nó tí mà nó sẽ ra như này rồi này. Đấy, từ hạt gạo nó ra bột này các bạn này. Đấy, từ hạt gạo ra bột như này. Nhỏ tăng luôn các bạn nhá. Đây, có này. Đấy. Nó ra bột như này. Các bác dùng để nấu bột cho trẻ em này, xay tiêu, xay tỏi, xay tiêu, xay đồ khô này, nói chung là rất là ngon luôn. Đấy, có thấy không? Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá. Con này thì bên shop đang bán cho các bác cái giá cực tốt luôn. Đấy. Máy xay khô nhá. Đó. Máy xay khô này. Máy xay khô. Con này bên shop đang bán cho các bác là 180k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120k nhá. Lên theo là máy xay khô, giá chỉ còn 120.000 cho con máy xay khô này thôi nhá.
giá siêu tốt cho bác luôn, 120.000 cái con máy xay khô như này. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Đó, hàng của Nhật đây các bác này. Đây toàn bộ chữ Nhật này. Đấy, con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V nhá. Sử dụng điện 220V. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây, đấy. Bột nó ra nhỏ tăng như này các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã tiếp theo là máy xay khô nhá, 120.000 cái con máy xay khô như này. Rồi ok. Như này nhá, cả mic cả dây. Dây thì nó dài khoảng từ 4 đến 5 mét, dây cũng đều là dây Nhật hết, hàng cực kỳ mềm và dai luôn. Đó, đây. Dây cũng đều là dây Nhật hết các bác này. Đây, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan nhá. Đấy, dây cũng là dây Nhật và mic mic Nhật luôn. Đây, hàng cực kỳ là ngon nhá. Đây. Đấy, kết nối cực kỳ là ngon luôn. Hàng em bán rất là nhiều rồi, không có lỗi lầm gì cả. Dây dài từ 4 đến 5 mét các nhá. Dây dài từ 4 đến 5 mét. Hàng của thương hiệu Tomahawa. Đây, Tomahawa made in Japan. Con này thì cực kỳ chất lượng, chất âm cực kỳ là hay luôn. Các bác dùng để hát karaoke này hoặc là thông báo các kiểu, con này điều được rất là ok luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Này, đấy. Thân mic này, đấy, thân mic cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy. Lẫy liếc các thứ rất là trơn nhá, rất trơn tru, rất là ngon luôn. Nó đây. Cái đầu mic của nó này, đấy. Đầu của nó này con này, đấy. Đầu mic của nó thì cực kỳ chất lượng luôn con này. Đấy, đây, qua theo. Đây. Lỗ nó dập này. Đấy. Hàng độ hoàn thiện rất là cao luôn, nói chung là hàng xịn, nó khác ngay các bạn. Hàng nội địa của Nhật, hàng xịn, nó khác quá nhá. Nó hàng của thương hiệu Tomahawa made in Japan nhá. Đấy. Tomahawa made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là mic dây Nhật nhá. Mic dây Nhật bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000 và bao ship. Đó. Lên cho em là mic dây Nhật nhá. Đó, mic dây Nhật này. Đấy, mic karaoke này, karaoke. Giá bên shop đang gửi tới các bác, đấy, karaoke nhá. Giá sẽ là 250k nhá, 250k và bao ship. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship nhá. Mic karaoke, nó rất là ngon luôn các nhá. Đây, cả mic cả dây như này. Dây của nó thì siêu mềm luôn các nhá. Dây siêu mềm luôn, rất là ngon luôn các nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô dao Nhật đây. Thì bên shop lại tiếp tục về hàng nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai mã, một mã là dao nhọn và một mã là dao vuông nhá. Đó. Thì sẽ có hai mã như này. Thì bên em sẽ rồi em sẽ giới thiệu chi tiết từng mã một để cho các bác xem tham khảo và đặt hàng đâu nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt rồi. Đấy, đây em sẽ khui hộp ra cho bác xem. Đấy. Dao hàng nội địa của Nhật, hàng thương hiệu Wattbo đây. Giá thì giá tri ân cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Giá tri ân hạt rẻ luôn các bác nhá. Đó. Bên em bán hàng thì giá là giá tốt rồi cho nên là không mặc cả các bác nhá. Các bác không mặc cả. Mặc cả nó rất là phiền phức. Đấy. Bán hàng là hàng chuẩn đúng giá cho nên là các bác mua được thì mua thôi. Chứ mình đừng mặc cả nó mất hay đi các bác nhá. Đó. Hàng chất lượng, giá cả hợp lý. Đấy cho nên là các bác yên tâm mua hàng. Đấy. Tránh tình trạng mặc cả nó mất công nhá. Đấy. Đầu tiên thì con này nó sẽ là các bác lên cho em là dao vuông nhá. Đấy, dao vuông. Đây, dao vuông. Hàng cực kỳ bén cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Wattbo con này. Đây, Wattbo Japan này các bác này. Đó. Hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, Japan này các bác này. Đó. Thép không gì, hàng của thương hiệu Wattbo nhá. Đấy. Giá thì con này thì các bác lên mã giúp cho em là đấy, đây nhá. Đây, test bằng giấy thì nó quá là bình thường rồi các bác. Đấy. Nếu test bằng giấy như này thì quá là bình thường rồi các bác nhá. Đấy, đây. Em sẽ test một cái giọng nó cao cấp hơn một chút nhá. Đấy, cao cấp hơn một chút. Đó là em sẽ test bằng giấy bóng nhá. Đây, bằng chính cái giấy bóng này. Con này thì giấy bóng này rất là dai các bác nhá. Đấy, nhưng mà cắt rất là ngon luôn. Đấy. Giấy bóng thì nó thuộc cái dạng là rất là dai, không phải là dao nào cũng cắt được các bác nhá. Không phải là dao nào cũng cắt được đâu. Đấy, thật sự là như thế. Nhưng mà đây thì con này nó cắt rất là ngon luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây, cái giấy bóng nó đứt này. Đấy. Giấy bóng nó đứt này. Đó các bác nhá. Đó, rất là ngon luôn. Đó. Con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Đấy, dao vuông. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con vuông này bao nhiêu nhỉ? Dao vuông nhá. Giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 đúng không? 180k cho con dao vuông như này. Đấy. Lên cho em là dao vuông nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop sẽ có cho các bác là một con nhọn. Đấy, một con nhọn nữa. Đây. Con này thì nó sẽ là con nhọn này. Đấy. Tiếp theo em lên cho bác cái con cũng y hệt như thế nhá. Nó sẽ dài hơn một chút và mũi của nó là mũi nhọn như này. Đấy. Thì các bác lên cho em là dao mũi nhọn nhá. Đấy, lên cho em là dao nhọn. Đấy, em sẽ có hai mẫu, một mẫu nhọn và mẫu vuông. Đây, cũng test cho bác xem luôn này. Đấy. Nói chung là con này thì hàng quá chất lượng rồi, không phải suy nghĩ rồi. Độ sắc của nó thì khỏi về bàn này các bác nhá. Đấy. Độ sắc của nó là khỏi về bàn luôn. Đấy, khỏi về bàn luôn nhá các bác nhá. Đó. Khỏi về bàn luôn anh ơi. Đấy, độ sắc này thì khỏi về bàn luôn anh nhá. Đó.
nó sẽ cho các bác là một con mũi nhọn và một con mũi vuông như này, hàng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, con này thì sẽ là dao vuông mà con này là dao nhọn này. Đây, con này là dao nhọn nhá. Đấy. Con nhọn này là bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là dao nhọn nhá. Đó, dao nhọn giá thì sẽ là 175k. Đó. 175k cho con dao nhọn như này. Đó. Con này thì sẽ là dao nhọn nhá. Đó. Các bác lên đúng tên đúng mẫu cho em. Đó. Lên cho em là dao nhọn nhá. Dao nhọn giá của nó sẽ là 175.000 cho con dao nhọn như này. Đó, dao nhọn 175k nhá. Đấy. Còn con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Dao vuông giá của nó sẽ là 180.000. Đấy, nếu các bác lấy một cặp như này thì bên em bán cho các bác cái giá là 350.000 và bao ship. Đấy, 170 180 là 355.000. Tính tròn cho các bác là giá là 350.000 nhá. 350.000 cho một cặp dao như này. Đấy. Đúng nhỉ? Đúng không? 350 à? 355. Combo là 350 và bao ship các bác nhá. Đó. Combo thì nếu các bác lấy hai con, một con vuông một con nhọn như này. Con này là con vuông nhá. Các bác lên đúng mã cho em. Con này thì đầu của nó sẽ là đầu vuông này. Con này đầu của nó là đầu nhọn này. Đấy. Thì các bác lấy con nào thì lên đúng mã cho em nhá, dao vuông hoặc dao nhọn nhá. Đó. Nếu lấy cả cặp thì giá của nó sẽ rẻ hơn một chút, là rẻ hơn được 5k và bên em sẽ bao ship nhá. Đấy. Còn các bác lấy lẻ thì sẽ mất thêm 20.000 để ship nữa. Mất thêm 20.000 ship nữa thì tùy theo các bác lấy kiểu nào thì lấy thôi. Đấy. Nói chung là hàng chất lượng và giá thì cũng cực kỳ là tốt cho bác rồi. Giá này thì nói chung là giá rất là tốt cho bác rồi, hàng sắc bén. Độ sắc của nó thì khỏi phải bàn rồi các nhá. Độ sắc thì khỏi phải bàn rồi. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em là máy thái rau nhá, máy thái rau. Con này thì hàng rất là chất lượng và bên shop cũng bán khá là nhiều rồi các nhá. Bán khá là nhiều cái mã máy thái rau này rồi. Giá thì cực tốt luôn. Giá chỉ có 120.000 thôi. Lên cho em là máy thái rau nhá. Máy thái rau. Giá của nó sẽ là 120k cho một con máy thái rau như này. Đó, 120.000 cho con máy thái rau như này nhá. Con này thì hàng chất lượng và giá bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Ở đây thì khi các bác nhận được hàng nó sẽ bao gồm cho các bác là một máy này, đi kèm cho các bác là 6 cái lưỡi luôn, 6 cái lưỡi. Đấy. Thì nó sẽ có 3 hình thế lưỡi khác nhau. Một nó sẽ là dạng là sợi tròn này. Đấy, cái này là thuộc dạng lưỡi sợi tròn này. Hai là cái này là lưỡi sợi, cái này nó gọi là sợi như kiểu là khoai tây chiên đấy, nó gọi là cả mảng như này các bác nhá. Đấy. Thứ ba là nó sẽ là một cái sợi thái lát, còn cái này nó sẽ là sợi dài này, sợi dài nhá. Đấy. Nó cũng là da dài nhưng mà một cái là dài dài hình cái dây, hình tròn, hình sợi tròn, một cái là sợi vuông, một cái sợi tròn. Nôm na là như vậy đây, nó sẽ có hai cái bốp sợi như này. Và một mẫu là thái lát nhá, một mẫu thái lát thì các bác chỉ cần là đẩy như này. Đẩy như này là nó sập vào xong các bác này. Đấy, cái lưỡi nó rất là ngon lành và dễ đẩy nhá các bác nhá. Các bác chỉ cần đẩy nhẹ này là nó vào này. Đấy, đẩy cái lưỡi này, đẩy như này là đã vào rồi, rất là đơn giản vậy thôi. Sau đó thì các bác lắp cái đầu này vào đây cho em, lắp cái đầu này vào đây nhá. Đó. Sau đó thì các bác đút cái tay công này vào, đút cái tay công này vào nhá, đút hết đà vào. Đấy, đút hết đà vào, sau đó thì các bác xoáy cái ốc này vào là xong. Vặn cái vít này vào. Đó. Như vậy là đã cố định các bác nhá. Đấy, đã cố định rồi. Đấy. Khi các bác cho rau, cho thực phẩm, cho đồ cần thái vào đây nhá. Đây là cái cánh lưỡi của nó đang chuyển động này. Đấy. Đây cái lưỡi của nó này, đấy cái lưỡi của nó đây nhá. Đó, khi mình xoay thì cái lưỡi nó chuyển động này, đó. Để em thay cái lưỡi kia cho nó, các bác nhìn cho nó dễ. Đấy, cái lưỡi này nó sẽ hơi khó nhìn một chút. Đây. Đấy. Thay lưỡi thì rất đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là ấn ra như này thôi nhá. Ấn đây này thôi là nó sẽ ra này. Đấy, ấn đây này nó sẽ ra này. Thay lưỡi khác thì các bác chỉ cần sập vào này là xong này. Đấy. Sập vào này nhá. Đấy. Sập vào cho em như này là xong. Đó. Đấy, sập vào như này cho em là xong. Đó. Sập này cho em là xong. Đó, rất là ngon luôn nhá. Đấy. Sau đó thì khi sập vào rồi nhá thì các bác lắp vào đây, lắp vào cái đầu này, lắp cái đầu này cho em. Sau đó thì mình sập cái này xuống này, sập cái này xuống, sập chặt vào, sau đó xoáy lại này. Đấy, xoáy hết nấc lại là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đấy, nó sẽ sập vào là xong. Đó, đây. Các bác đẩy hết nấc vào, sau đó xoáy cho nó ăn gen vào là xong nhá. Đó. Xoáy cho nó ăn vào. Đấy, sau đó thì các bác xoay như này cho em này. Đấy, các bác xoay như này. Xoay như này thì đây, cái cánh lưỡi của nó xoay này thì là rau củ quả nó sẽ cho vào đây. Sau đó thì các bác ấn cái này xuống này. Đấy, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn, cho nó trực quan sinh động nhé. Đây, có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây, hai đường tam tác bằng 6 loại lưỡi dao thép không gì, thực hiện 4 chức năng: thái lát, thái sợi, thái giảm sợi bằng nghiền bột, cắt cắt mỏng như giấy. Mỗi vòng thái được 44 sợi, mà nghiền như máy xay sinh tố. Nếu trước đây bạn phải dùng tay nạo thì giờ có tay cầm cơ học quay đã nhanh, thái còn nhanh hơn mà không tốn tẹo sức nào. Đặc biệt ở phiên bản nâng cấp 2022 diện tích chứa lớn hơn cân mọi xay dao phủ, không lo hết tay vì có thanh để ép thái đến miếng lát cuối cùng vô cùng dễ dàng. Tinh tế ở điểm là phần đế to hơn, chống trơn trượt cực tốt, có chế độ hút trần không mặt tiếp xúc nên dù có dùng lực quay mạnh máy vẫn cố định một chỗ. Nhìn to vậy mà vệ sinh cũng đơn giản lắm nhé, có thể tách rời từng bộ phận, một nút bấm là tách lưỡi dao ra.
một ấn nhẹ là lắp lưỡi dao vào, tặng kèm thanh thổi lau chuyên dụng, lau cực sạch không có cặn. Chị em nào nội trợ mà không dùng máy này thì thật đáng tiếc. Bảo hành 1-1 nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Chị em nào rau củ quả bằng tay có tiện bằng máy thái rau củ quả đa năng 4-1 này không? Thái đều tam tắc bằng 6 loại lưỡi dao thép không gì, thực hiện 4 chức năng thái lát, thái sợi, thái giảm sợi bằng nghiền bột, cắt cắt mỏng như giấy. Mỗi phòng thái được 44 sợi, mà nghiền như máy xay sinh tố. Nếu trước đây bạn phải dùng tay nạo thì giờ có tay cầm cơ học quay đã nhanh, thái còn nhanh hơn mà không tốn tẹo sức nào. Đặc biệt ở phiên bản nâng cấp 2022 diện tích chứa lớn hơn cân mọi xay rau củ, không lo đứt tay vì có thanh để ép thái đến miếng lát cuối cùng vô cùng dễ dàng. Tinh tế ở điểm là phần đế to hơn chống trơn trượt cực tốt, có chế độ hút chân không mặt tiếp xúc nên dù có dùng lực quay mạnh máy vẫn cố định một chỗ. Nhìn to vậy mà vệ sinh cũng đơn giản lắm nhé, có thể tách rời từng bộ phận. Một nút bấm là tách từ lưỡi dao ra, một ấn nhẹ là lắp lưỡi dao vào, tặng kèm thanh thổi lau chuyên dụng, lau cực sạch không có cặn. Chị em nào nội trợ mà không dùng máy này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái máy thái rau này, giá chỉ có 120.000 thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. Các bác lên cho em là máy thái rau nhá, máy thái rau. Đấy. Máy thái rau này. Máy thái rau, giá của nó sẽ là 120k cho mấy em máy thái rau này nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái gì ạ bác? Sản phẩm đó là cái kem đánh răng của Nhật các nhá, kem đánh răng của Nhật. Con này thì bên shop lại về số lượng và giá rất tốt cho bác luôn, chỉ có 70.000 cho một lọ kem như này thôi. Kem đánh răng hàng nội địa của Nhật Bản. Con này thì công dụng của nó là chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Giá thì siêu tốt luôn. Đấy. Một hộp như này dung tích của nó tới là 170g các nhá. Đấy, 120g. 120g. Đấy. Đây, dung tích của nó sẽ là đây, hàng nội địa của Nhật nhá, cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây. Đấy. Đây. Đây các bác nhá. Đó, 170g các bạn. Đấy, em xin lỗi nhầm là 170g nhá. Dung tích của nó là 170g. Hàng nội địa của Nhật made in Japan các nhá. Đó, đây. Hàng nội địa của Nhật made in Japan này, đây về nhà các bác cứ gõ vào chữ tiếng Nhật sau đó thì các bác dịch cho em cái dòng chữ này ra này. Đấy, đây cái dòng chữ này của nó sẽ là chữ made in Japan nhá. Đấy, 170g. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dạng kem giúp cho các bác là chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Đó, chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Đây, nó có cái màu đỏ này các bác này. Đó, viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng nhá. Giúp cho các bác là trắng răng. Đấy, tinh chất của gạo Nhật nhá, rất là thơm luôn, rất thơm. Đấy, hương bạc hà rất là thơm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hợp lý luôn. Một cái hộp kem đánh răng Nhật như này, giá chỉ có 70k thôi. Đấy, con này thì nó chức năng của nó là công dụng là chuyên viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. 70.000 nhá. Bác nào lấy từ 3 hộp trở lên bên em tính cho bác giá là 200.000 và bao ship luôn. Giá siêu tốt luôn. 3 hộp sẽ bằng 200 và bao ship nhá. Đó, 3 hộp bằng 200 bao ship, giá tốt cho bác luôn. Mua từ 3 hộp trở lên. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái xịt cái này là xịt toilet à? Xịt nhà tắm nhá. Các bác lên cho em là xịt nhà tắm. Con này thì dung tích của nó sẽ là một lọ này là 500ml nhá. Đấy. Lên cho em là xịt nhà tắm, con này thì chuyên tẩy nhà tắm mà. Đó, xịt nhà tắm, giá bao nhiêu đấy? Giá của nó sẽ là 40k cho một bình, cái bình xịt nhà tắm như này nhá. Đấy. Đấy, sẽ là bình xịt nhà tắm nhá các bác nhá. Đó, đây. Các bác này, đấy, đây nhá. Đây các bác này, đấy. Đây này, đấy các bác nhá. Đó, đây các bác theo. Đây. Đấy thì nó sẽ là một cái dạng kem trắng như này. Hương của nó là hương chanh rất là thơm nhá, hương chanh, hương xả rất là thơm luôn. Đấy, nói chung là thơm hương tự nhiên chứ không phải là như những cái dạng mà thuốc tẩy của Việt Nam mình đâu. Thuốc tẩy của Việt Nam mình thì mùi nó rất là kinh. Nhưng mà đây hương chanh, hương thơm rất tự nhiên, không ảnh hưởng đến các cái chất men. Đấy, không ảnh hưởng đến các cái chất men của nhà tắm nhá. Đấy, không ảnh hưởng các chất men của nhà tắm cho nên là dùng nó rất là tốt và an toàn. Đấy. Bedroom cleaner này, chuyên làm sạch nhà tắm, nhà vệ sinh này. Đấy, có lên cho em là xịt nhà tắm, giá của nó sẽ là 40k. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá, đấy, đây là sản phẩm đã được sử dụng ứng dụng này. Đấy, các bác xịt vào cho em, sau đó thì mình để từ 15 đến 20 phút. Sau đó thì mình vào mình đánh tẩy rửa đi. Đấy các bác nhá, đấy, xịt hết, đánh tan các cái cặn bám rồi vết bám lâu ngày. Đấy, rất là tốt luôn. Xịt nhà tắm nhá. Đấy. Cái này nó bảo vệ men rất là tốt nhá. Nó là các cái loại loại tẩy tự nhiên như là hương chanh, hương xả các kiểu cho nên là nó tẩy rất là tốt chứ không như những cái
cái hóa chất mà các bác đang sử dụng như con vịt của Việt Nam mình đâu. Con vịt của Việt Nam mình là nó là thuộc cái dạng chất tẩy cực mạnh cho nên rất là nguy hiểm nhá, hỏng hết các thiết bị đấy các bạn. Đấy, hỏng hết các thiết bị, hỏng hết men các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 40k thôi. Bây giờ các bác mua một cái lọ con vịt của mình cũng phải 20 25 30 nghìn rồi. Đấy, mà con này thì dùng được rất là lâu, nó dạng bọt nhá. Mình cứ xịt vào là nó sạch thôi. Xịt sau đó mình để một lúc sau đó thì các bác tẩy đi là nó sẽ sạch nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đài FM nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đài FM đây. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con đài FM như này, giá của nó sẽ là 300 cành và bao ship, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Nó bắt đài của Việt Nam mình rất là nét luôn. Đây. Cái phím bên trái này thì nó sẽ là vừa là nguồn vừa là âm lượng nhá. Các bác bật đánh tách phát này. Đấy là nguồn nó sẽ lên và điều chỉnh âm lượng ở đây. Sau đó thì các bác để cho em đúng cái chế độ cái gạt này về chế độ FM này các bác dò nhá. Để đúng chế độ FM coi nhá. Đấy. Rồi đó các bác bắt đầu dò này. Đấy. Âm lượng thì cho to ở đây nhá. Đấy các bác bắt đầu dò. Con này thì tiếng đơn thuần bộ đôi hiệp đồng này. Tiếng nó nghe rất là trong và ấm tiếng nhá. Đó. Mạnh mẽ, giúp giảm đau tấn gốc. Nghe rất là trong ấm tiếng. Độ ẩm trong phòng 95%. Ở thành phố Nam Định, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trời mát. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Các bạn nghe tiếng đúng như tiếng đài FM luôn. 27 độ, độ ẩm trung bình 92%. Khu vực Nam Đồng bằng sông Hồng, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông. Đấy các bác dò thì dò đây cho em nhé. Đây dò phím bên trái này, bên phải này. Đấy, các bác để cái đài quay vào mặt mình bên phải này là sẽ là phím dò này, là cái nút dò này. Đấy, còn bên trái này thì là phím nguồn và âm lượng nhá. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh. Đấy, và các bác có thể dò tùy theo nhu cầu và mục đích của mình, muốn nghe đài nào thì mình dò. Nói chung là nó cũng bắt được rất là nhiều đài luôn. Đó. Sản phẩm hỗ trợ điều trị xương khớp. Đấy, lại quảng cáo bởi Viện Hàn Lâm Khoa học và... Lại quảng cáo thuốc đây rồi. Và chứng minh công dụng tại Đại học Y Hà Nội. Khương Thảo Đan Gold không chỉ cho tác dụng chống viêm. Đấy, Khương Thảo Đan các em. Hồi sụn khớp từ cấp độ phân tử, kích thích sản sinh tế bào sụn khớp mạnh mẽ. Con này thì nó cũng bắt được rất là nhiều đài luôn các bạn. Đó. Mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Đấy, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Đợt cao sóng. Mực nước trên tại trạm thủy văn Nam Định, mực nước cao nhất 2m, mực nước thấp nhất 0.5m. Tắt đi ở đây các bác này. Đấy. Ở đây thì các bác sẽ có một cái anten như này, các bác rút lên cho em. Đấy. Đấy, rút lên ấn xuống này, có quai sách như này nhá, có quai sách như này. Và nó sẽ có cho các bác là một quả pin sẵn theo đài rồi. Về nhà các bác cắm sạc vào thôi. Bên em có tặng kèm các bác một cái dây sạc nhá. Có tặng kèm các bác một cái dây sạc để các bác sạc vào. Đấy, con này thì nó sẽ có sẵn pin rồi, về các bác cứ thế sử dụng thôi. Đó, đây. Hàng made in Japan con này. Đấy, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Con này thì cái dung tích của nó sẽ là 5V này, 10W này, 90Hz đến 4500Hz nhá. Pin của nó sẽ là 8000mAh, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật siêu chất lượng luôn. Giá là 300k. Các bác lên mã giúp cho em là đài FM nhá. Đấy, có tặng kèm các bác một cái dây sạc như này. Đấy. Có tặng kèm các bác một cái dây sạc như này không nhá. Có tặng kèm một cái dây sạc như này. Đó. Lên mã giúp cho em là đài FM. Đó. Rồi. Các bác lên mã giúp cho em là đài FM nhá. Giá của nó sẽ là 300.000 cho con đài FM như này. Đó, đài FM này. Đài FM, giá của nó sẽ là 300k nhá. 300k cho con đài FM này và bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ mua đủ 200.000 là bên em sẽ bao ship nhá. Đó. Người em 70 cân nhá, giảm đạt thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Không có hề hấn gì các bác nhá. Đó. Người em là 70 cân các bác nhá. Đó. Giảm đạt thoải mái các bác, rất là ngon luôn. Đấy. Các bác lên cho em là thùng đồ nghề nhá. Con này thì kích thước của nó sẽ là 40 42 x 20 x 20 nhá. Đấy, 42. Đấy. Lên cho em là thùng đồ nghề nhá. Kích thước của nó sẽ là 42 này, 42 x 20 này, nhân với 20 này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 480k nhé. 480k cho một con thùng đồ nghề như này. Đó.
480.000 coi nhá, 480.000 một thùng đồ nghề như này. Bác nào mua thêm gì thì bên em sẽ bao ship, còn nếu mà không mua thêm gì thì cộng cho em thêm 20.000 ship nữa, thêm 20.000 ship nữa các bác nhá. Hàng cực kỳ đầy dẫn chắc chắn luôn. Hàng của thương hiệu Matador này, hàng của thương hiệu Matador, đấy, made in Germany, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn nhá. Matador made in Germany rất chất lượng cho bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là hạt rẻ. Giá rất hạt rẻ cho bác luôn. Kích thước của nó sẽ là chiều dài là 42 nhá, chiều cao là 20 và rộng là 20. Đấy. Dài 42, cao 20, rộng 20 các bác nhá. Nó rất là đẹp luôn các bác nhá. To dày dặn chắc chắn luôn nhá. Đấy. Vài sách vài đeo rất là đàng hoàng, rất chắc chắn cho các bác luôn. Giá thì cũng rất là tốt luôn nhá. Giá thì cũng rất là tốt luôn. Đó. Có quai sách các bác này. Đây, quai sách như này nhá. Quai sách như này. Đây. Hàng của Đức nhá, made in Germany các bác này. Đó. Quai sách nhá. Khi các bác mở ra thì các bác chỉ cần kéo này. Có các ngăn này. Ở trong của nó sẽ là có một ngăn to này, một ngăn to ở giữa này và có một ngăn nhỏ này. Đấy, mỗi bên hai ngăn nhỏ. Tổng là sẽ có một ngăn to và bốn ngăn nhỏ nhá. Một ngăn to, bốn ngăn nhỏ. Đó, rất là phù hợp để cho các bác sử dụng luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thùng rác thông minh thôi nhá. Đó, các bác lên xem là thùng rác thông minh. Đấy, con này thì nó rất là tiện, đầy đủ sản phẩm cho các bác xem luôn. Đó. Ở đây nó sẽ có cho các bác bao gồm là một con nắp như này. Một con nắp như này và nó sẽ kèm cho các bác là một cái dây sạc nhá. Kèm một cái dây sạc như này về các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Đấy, nắp thì bây giờ các bác chỉ cần là đặt vào đây. Đấy, đặt vào đây sau đó thì mình nhấn cái phím nguồn này lên này. Đấy. Nhấn phím nguồn này lên. Đó, các bác nhấn phím nguồn này lên. Đấy. Nhấn phím nguồn này lên cho nha. Đó, con này nó đang hết pin đi các bác nhá. Đấy. Bình thường các bác chỉ cần là nhấn phím nguồn này, động tay vào là nó sẽ mở tự mở ra này. Đấy. Đấy. Con này nó đang bị hết pin các bác nhá. Đó, nó đang bị hết pin. Về nhà các bác cắm sạc pin vào cho nha. Đó. Đây, chạm vào là nó mở các bác nhá. Đó. Các bác không cần phải động tay, các bác không cần phải lấy tay lật như này mà các bác chỉ cần là chạm vào là nó mở các bác nhá. Còn đóng thì nó sẽ tự đóng, rất là thông minh luôn. Lên theo là thùng rác thông minh nhá. Giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là thùng rác nhá. Đấy, lên cho em là thùng rác nhá. Đấy, thùng rác. Giá của nó sẽ là 275k cho con thùng rác này. Và giá sẽ bao gồm phí ship cho bác luôn. Đó, con này của em nó đang bị hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy. Về nhà các bác sạc pin vào cho em là ok. Đấy. Đấy, sạc pin vào. Chỉ cần chạm vào cái nắp là nó lên thôi. Này, cắm sao vào cho anh tí xem. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái có dây ở bên trong đấy. Ném trên cái ghế luôn. Cái kéo các cành đúc nhá. Đấy, hàng bãi Nhật các bác nhá, hàng bãi Nhật. Hàng này chỉ chưa qua sử dụng các bác, hàng chưa qua sử dụng. Made in Japan này. Rất là đẹp luôn. Kéo các cành đúc, hàng bãi Nhật chưa qua sử dụng, hàng rất đẹp các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy. Made in Japan con này. Đó. Hàng made in Japan nhá. Đó, kéo các cành đúc, hàng made in Japan này. Đó. Con này của nó thì nó sẽ thuộc cái dòng là gọi là đúc liền nguyên cán như này nhá, đúc liền nguyên cán như này. Các bác dùng thì bao phê bao sướng luôn. Tại vì khi nó đúc liền nguyên cán như này thì khi các bác dùng không lo bị gãy, không lo bị đứt các bác nhá. Đó. Không lo bị gãy, không lo bị đứt. Hàng made in Japan này, chữ khắc chìm luôn, có cả chữ triện của Nhật đấy các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn nhá, hàng đúc liền thân nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000. Lên mã giúp cho em là kéo cành đúc nhá. Giá của nó sẽ là 150k nhá. 150k con kéo cành đúc như này. Đó, lên cho em là kéo cành đúc, giá của nó sẽ là 150.000. Đấy, kéo cành đúc nhá. Đấy. Lên cho em là kéo cành đúc, giá sẽ là 150.000. Lò xo chữ V nhá, lò xo chữ V cực kỳ là ngon luôn. Con này độ ngoàm của nó rất là rộng nhá, các bác cắt thì cực kỳ là mượt luôn. Đấy, kéo rất là ôm nhá, kéo rất là ôm. Đấy. Cắt rất là ngon và mượt luôn. Con này cắt thì bao phê cho bác luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá là 150.000. Lên cho em là kéo cành đúc, giá là 150k nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng dao siêu tầm đây. Dao siêu tầm thì hôm nay bên shop về cái lô này thì chỉ có con SA78 thôi các bác nhá. Đấy, các bác lên xem là SA78. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 và bao ship cho bác nhá. Đó, SA78 các bác này. Hàng của thương hiệu Colombia nhá. Colombia của Mỹ nhá. Đó, cờ Mỹ đây, USA này các bác này. Đấy, Colombia của Mỹ, USA nhá. Đấy, hình con sói này các bác này. Đó. Các bác lên xem con này là SA78 nhá. SA78. Giá của nó sẽ là 270.000.
270.000 cho con SA78 như này. Đó. Đây đã giúp cho em là SA78 này. SA78. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là SA78. SA78 giá của nó sẽ là 270k nhé. 270k và bao ship cho con SA78 như này. Đó, giá của nó sẽ là 270.000. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là vào khoảng trên 30 cm nhé. Chiều dài khoảng trên 30 cm. Đấy, cán kiếc này, cầm nắm cực kỳ là ngon luôn. Đấy, cầm nắm cực kỳ là ngon luôn. Đó. SA78 con này, SA78 này. Đó. Cầm nắm rất là đầm luôn. Đây. Cái này của nó mạ vàng rất đẹp các bác này. Đó, cán có cong. Con này thì siêu sắc luôn các bác nhá, rất là sắc bén luôn các bạn. Đó, rất sắc bén cho các bác luôn. Đấy. Dao thì mình rất là dày nhưng mà rất là sắc nhá. Dọc giấy thoải mái luôn các bạn, dọc giấy thoải mái luôn. Colombia, đó, USA. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000. Lên mã giúp cho em là dao SA78 nhá. SA78, giá của nó sẽ là 270.000. Đó. Đây. Lên cho em là SA78, giá của nó sẽ là 270.000. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút bụi gạo nhá. Đấy, hút bụi gạo 200 mấy nhỉ? Lên cho em là hút bụi gạo nhá. Đấy, hút bụi gạo giá của nó sẽ là hút bụi gạo này. Đó, hút bụi gạo giá của nó sẽ là 250.000, 250k nhá. Các bác lên cho em là hút bụi gạo nhá. Đấy, lên đúng tên cho em. Tại vì bên em cũng rất là nhiều các cái mã máy hút bụi khác nhau. Để tránh nhầm lẫn thì lên đúng tên cho em là hút bụi gạo nhé. Giá của nó sẽ là 250.000 cho con hút bụi gạo như này. Đấy, con này thì dùng thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây, em sẽ có cái thực tế cho các bác xem luôn. Đấy, bộ sản phẩm khi các bác nhận được hàng thì bao gồm sẽ là một thân máy này, một thân máy một và hai đầu hút. Nó sẽ có là một đầu hút thường và một đầu để cho các bác hút. Đây nhá, nó sẽ có là đầu hút bụi này. Đầu hút bụi thì các bác lắp cái này vào cho em để mình hút bụi này. Đó, này. Lắp cái này vào để mình hút bụi này. Đó, hút bụi rồi nhá. Đó, đây. Máy chạy cực kỳ là khỏe nhá, máy chạy rất khỏe luôn các bác. Đó, cắm sạc ở đây nhá, có dây sạc đây. Có tặng kèm dây sạc về các bác cắm ở cái đầu đít này cho em. Đó, đây. Hút rất là khỏe nhá. Đó, hút rất là khỏe. Thì nó sẽ có là đầu hút bụi như này. Đấy. Hoặc là các bác có thể là không hút bụi bình thường thì các bác hút bụi giường này. Đệm giường đệm thì các bác cắm cái này vào cho em, cắm cái này vào này. Đó. Cắm cái này vào cho em. Đó. Cắm cái này vào để mình kết nối mình hút bụi. Đấy nha, cái này thì các bác kết nối cái mạch này cho em này. Đấy, kết nối cái rác này vào cho em. Đó. Cắm sập cái rác này vào. Đó. Ok. Thì ở đây nó sẽ có một cái đèn tia cực tím nhá, đèn tia cực tím để diệt khuẩn nhá. Đấy. Thì giường đệm mà ghế sofa rồi bàn ghế này, thảm thiết có thứ này, các bác cứ cho vào các bác đẩy đi này cho em. Đó, đẩy đi như này nhá. Thảm rồi bàn ghế sofa các kiểu các bác đẩy đi này, nó sẽ sạch hết bụi nhá, nó sẽ hút hết bụi cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ hút vào đây nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cái tia cực tím này để nó diệt virus nhá, diệt virus cho các bác luôn. Đó, virus vi khuẩn các loại, virus vi khuẩn nó sẽ diệt hết cho các bác luôn. Đó, thì con này thì các bác lên cho em là hút bụi gạo nhá, hút bụi gạo. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con hút bụi gạo như này, giá của nó sẽ là 250.000 nhá. Đây. Giá của nó sẽ là 250.000. Con này thì nó sẽ là hàng hai đầu, một đầu để hút bụi và một đầu để hút hút bụi thông thường, đầu để hút thảm, hút các cái bề mặt khác nhá. Đó. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Lên cho em là hút bụi gạo nhá. Hút bụi gạo giá là 250.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái dầu nóng Hàn Quốc các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Một cái cái lọ dầu nóng Hàn Quốc như này, bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này nhá. Đó. Có tem chống hàng giả Hàn Hoi nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn và giá cực kỳ là tốt thôi nhá. Đó. Tem chống hàng giả rất đàng hoàng. Đấy, một lọ này của nó thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ, chỉ có 40k cho một lọ dầu nóng này thôi. Đấy, cao lên theo là dầu nóng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 40k cho một lọ như này nhá. Đó. Cái này thì chuyên trị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh. Hoặc là bác nào hay tập luyện thể thao, đấy, hay tập luyện thể thao, đấy. Ở đây nó sẽ tặng kèm cho các bác một cái con lăn như này, để khi các bác về các bác massage các bác lăn cho nó khỏi đau nhá. Đó, lăn massage lăn cho nó khỏi đau nhức, sau đó thì các bác bôi vào cho em. Đó, đây, toàn bộ chữ Hàn Quốc hết này, đấy. Của nó là thuộc dạng là kem trắng nhá, đấy, nó thuộc dạng kem trắng như này, thuộc dạng kem trắng như này các bác, bôi thì nó
bôi thì nó khá là nóng luôn các bác. Tập thể tập luyện thể dục thể thao thì rất cần thiết để bôi con này nhá. Đấy, có cả một cái con lăn này luôn để các bác cho vào, các bác lăn đi. Đấy, có cả một con lăn luôn nhé, rất là tiện luôn đó. Thì một cái lọ dầu nóng như này nhá, cái shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k thôi. Đấy, đây có cả chữ nghĩa Hàn Quốc hết đấy các bác này. Đó, lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Đấy, đây chữ nghĩa tem mác đàng hoàng này các bác này. Đó, bôi thì rất là nóng luôn. Đó, đây đấy, rất nóng các bác nhá, bôi rất nóng luôn. Đó, dầu nóng Hàn Quốc, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k thôi, 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Đấy, em vừa bôi có tí mà nó đã nóng ra hết cả cổ này đấy. Các bác lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá, dầu nóng Hàn Quốc giá của nó sẽ là 40k. Đấy, dầu nóng Hàn Quốc giá của nó sẽ là 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đấy, lô này rất nóng luôn, em bôi có một tí mà nó nóng ra hết cả cổ lên rồi các bác này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái thảm, các bác lên cho em là thảm 5D nhá, lên cho em là thảm 5D. Hàng này thì rất là đẹp luôn các bác. Đó, thảm lau chân nhưng mà nó là dòng thảm 5D rất là đẹp luôn, rất nhiều màu mè màu sắc và rất là đẹp luôn. Đó, rất dày dẫn và chắc chắn nhá, rất dày dẫn và chắc chắn và rất là đẹp luôn. Giá thì một cái bộ thảm như này, một cái bộ thảm như này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ, 45.000 trong chiếc nhá. Đấy, 45.000 trong chiếc thảm như này các bác lên cho em là thảm 5D nhá, thảm 5D giá của nó sẽ là 45k các bác, 45k thì cái thảm như này. Hàng rất đẹp cho các bác luôn. Đây, đây các bác này. Đó, bên dưới của nó sẽ là bằng cao su non, bên trên là in 5D nhá, in 5D rất là đẹp luôn. Và nó là bằng nỉ các bác nhá, bằng nỉ này, chống trơn trượt cho các bác rất là tốt luôn nhá. Đấy, thấm hút nước tốt này, chống trơn trượt này. Bên dưới thì của nó là cao su non như này, bên dưới là cao su non các bác nhá. Đấy, lớp dưới của nó sẽ là cao su non và lớp trên của nó sẽ là nỉ nhá. Đấy, lớp nỉ như này. Đó, lên cho em là thảm 5D nhá, thảm 5D. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 45k cho một chiếc thảm 5D như này. Đó, 45k một chiếc nhá. Lên cho em là thảm 5D này. Đó, thảm 5D. Đó, thảm 5D. Giá của nó sẽ là 45k nhá, 45k cho một cái như này. Kích thước của nó thì sẽ là 60x40, 40x60 nhá, 40x60. Đó, kích thước là 40x60cm và giá của nó sẽ là 45k. Màu sắc các thứ rất là đẹp luôn nhá, rất nhiều màu đẹp. Đó, rất nhiều màu sắc rất là đẹp và giá thì cũng rất là tốt cho các bác luôn, giá rất tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa inox nhá, đũa inox đây. Đấy, hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, hàng thương hiệu Winling của Đức đây. Đấy, Winling in Germany các bác này, Winling in Germany nhá. Đó, hàng của Đức nhá. Thì một cái hộp đũa như này bao gồm là 5 đôi. 1 2 3 4 5 đôi như này nhá. Đấy, bao gồm 5 đôi như này. Đây các bác này. Đấy, bao gồm 5 đôi như này rất là đẹp luôn. Đó, đũa inox nhá. Đấy, Su 304 các bác này. Su 304 hàng của thương hiệu Winling này. Hai hình người các bác này. Đó. Con này thì các bác dùng cực kỳ là bền đẹp, chắc chắn và sạch sẽ nhá, không bám dầu mỡ nhá. Đấy, lên cho em là đũa inox nhá, đũa inox. Đó. Đũa inox giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp đũa inox như này giá chỉ có 55k thôi. 55k cho một hộp 5 đôi. Đấy, tính ra vào có mấy nghìn một đôi thôi. Đấy, ok chưa các bác? Đấy, có 10.000 một đôi đũa thôi. Đó, ok. Đó, lên cho em là đũa inox nhá, rất đẹp luôn. Đó, 55k cho một hộp như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đá vĩnh cửu, đá vĩnh cửu hàng của thương hiệu Winling nhá. Các lên cho em là đá vĩnh cửu nhá, đá vĩnh cửu. Giá sẽ là 100k. 100k cho một hộp 6 viên như này nhá. 100k quá, 100k trong hộp 6 viên như này. Lên mã giúp cho em là đá vĩnh cửu nhá, đá vĩnh cửu đây. Hộp của nó sẽ là 6 viên như này. Con này thì các bác dùng nó cũng rất là tiện luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái viên đá như này nhá. Đấy, và có cho các bác cái gắp như này. Về các bác vệ sinh đi sau đó thì các bác bỏ vào cái ngăn đông cho em, bỏ vào cái ngăn đông tủ lạnh ngăn đá ấy. Khi nào các bác uống rượu, uống bia, uống nước ngọt mà mình cần nó uống nước mát thì các bác lấy cái này ra cho em. Mình sử dụng nó rất là tiện nhá. Các bác không cần phải sử dụng đá nữa. Đá thì nó sẽ làm nhạt mất nước đi và uống nó sẽ mất được độ ngon. Nhưng mà cái này thì các bác dùng nó rất là ok. Đó, lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000. 100.000 cho một hộp 6 viên như này. Đấy, về dùng vĩnh viễn luôn. Cứ thế là bỏ vào trong ngăn đông là dùng thôi. Rồi, ok. Từ xa nhá. Đấy. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai món như này. Đấy, thứ nhất là một cái cầm cho cái điều khiển đấu nối ra đây tí.
Thứ nhất là một cái cục điều khiển cắm trực tiếp vào điện 220 và một cái điều khiển từ xa này nhá. Đấy, các bác lên cho em bộ điều khiển trực tiếp nhá. Bộ này thì nó cắm trực tiếp vào điện 220 luôn. Đây, em sẽ cắm trực tiếp điện 220 cho bác xem nhá. Cắm trực tiếp điện 220 này. Đó. Đấy nhá, nó sẽ có công tắc đóng ngắt ở đây hoặc là các bác có thể tắt bật ở đây này. Đấy, tắt bật này. Đấy, tắt thì nó đèn xanh, bật nó sẽ đèn đỏ này nhá. Đấy, bây giờ em sẽ cắm cái đuôi bóng đèn này vào, sau đó thì em sẽ thử cho bác một quả bóng điện luôn. Đấy. Thì đây quả bóng điện này là 50W nhá. Bên shop đang bán cho bác cái giá là 80.000 cho con bóng 50W này. Đấy, lên cho em là bóng 50W nhá. Đây, con này bóng là 50W này. 50W bên shop đang bán là 80k cho con 50W này nhá. Đó, đây. Bật lên các bác này. Đấy, bật lên này. Đấy. Đây nhá. Rồi em sẽ giới thiệu cho bác con điều khiển này trước này. Tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt này, bật này, rất là ngon đúng không nhá. Đấy. Xanh thì sẽ là bật này. Đấy, đỏ là tắt này, xanh là bật này, đỏ là tắt này, xanh là bật này. Đấy. Các bác có thể là bật trực tiếp ở đây này. Bật tắt trực tiếp ở đây hoặc là bật tắt qua điều khiển này các bác nhá. Đấy. Thì con này nó rất là tiện cho các bác sử dụng này. Đấy, các bác lên cho em là điều khiển trực tiếp nhá. Con này nó sử dụng điện 220V. Đây. Đấy, công suất của nó sẽ là 30A nhá. Công suất của nó là 30A. Các bác lên cho em là điều khiển trực tiếp này, điều khiển trực tiếp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000, 270k và bao ship cho cái điều khiển trực tiếp rồi nhá. Đó. Lên mã cho em là điều khiển trực tiếp, giá nó sẽ là 270.000. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là một cục nguồn như này. Đấy, nó chỉ có cho các bác là một cục nguồn như này nhá, một cục nguồn như này và một con điều khiển như này các bác nhá. Đấy, một cục nguồn và một cái điều khiển như này. Có sẵn pin cho bác rồi, có tích hợp pin đây. Pin này thì về các bác ra ngoài hiệu sách mua rất sẵn thôi nhá, chứ không có gì là khó mua cả. Đấy, các bác cắm trực tiếp vào điện lưới này cho em. Đấy, sau đó thì các bác dùng cho điện, dùng cho các thiết bị điện như là tủ lạnh, máy giặt, rồi bình nóng lạnh, rồi tất cả các thiết bị luôn. Giá sẽ là 270.000 thôi nhá. Ngoài ra thì bên shop có con đấu nối này. Con đấu nối này thì nó sẽ về thì các bác đấu nối vào thôi, nó không có gì phức tạp cả. Về các bác đấu vào cho em theo cái sơ đồ đây. Nó sẽ có cái sơ đồ đây. Đấy nhá, có cái sơ đồ đây này, các bác đấu theo cái sơ đồ này. Đấy. Vào và ra này, vào ra theo cái sơ đồ này các bác nhá. Đấy, vào ra theo cái sơ đồ này. Bộ đấu nối này thì giá của nó sẽ là 240.000. Đấy, các bác lên cho em là bộ điều khiển đấu nối nhá, điều khiển đấu nối. Giá sẽ là 240k nhá, 240k cho con đấu nối này. Con này thì ưu điểm của nó sẽ là công suất của nó sẽ lên được tới là 40A nhá. Của nó sẽ là 40A nhá. Đấy, 40A. Còn con kia chỉ có 30A thôi. Con này công suất nó sẽ cao hơn một chút là 40A. Đấy, về các bác đấu nối vào cho em là xong. Con này thì công suất của nó sẽ là 40A nhá. Đấy, lên cho em là điều khiển đấu nối. Đấy, đấu nối thì nó sẽ hơi rích rắc hơn một chút nhưng cũng không sao. Các bác biết về điện là đấu bình thường. Công suất của nó sẽ là 40A nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái lô bóng đèn thì nó sẽ có hai mẫu như này. Đấy. Một mẫu của nó sẽ là con này thì công suất của nó sẽ là 50W thôi nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bóng đèn 50W. Con 50W này thì lên cho em là bóng tròn nhá. Đấy, bóng tròn này. Lên cho em là bóng tròn 50W này. Con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con bóng tròn 50W như này. Hàng cực sáng luôn các nhá. Bên trong này của nó là cái tỏa nhiệt này bằng nhôm hết. Tỏa nhiệt bằng nhôm hết các bác này. Đấy, các bác trông chưa? Đây. Toàn bộ cái phần tỏa nhiệt này của nó này đấy, nó sâu ra luôn nhá. Tỏa nhiệt bằng nhôm thì dùng rất là bền. Đấy, cái này thì khi vận chuyển có thể nó bong ra. Có thể nó bong ra thì về nhà các bác lắp vào là xong thôi. Cái này thì nó là cái lớp nhựa bảo vệ để chống côn trùng các thứ thôi, không ảnh hưởng gì cả. Đấy. Đây các bác nhá, rất sáng luôn. Công suất của nó là 50W nhá. Con này công suất của nó sẽ là 50W. 50W này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. 80k cho một quả bóng 50W như này. Giá quá rẻ luôn các nhá. Giá quá rẻ luôn. Đấy. Đây các bác này. Đấy, cái này thì về các bác có thể tháo ra thoải mái luôn. Tỏa nhiệt bằng nhôm nhá. Tỏa nhiệt bằng nhôm này thì nó rất là bền. Và đây là cái mắt led của nó nhá. Đó. Hàng rất là ngon luôn các bác. Về các bác chỉ cần là lắp vào như này xong, lắp vào như này cho em xong. Đó, ok luôn. Con này các bác lên cho là bóng tròn 50W. Con 50W này thì giá sẽ là 80.000 nhá. Đấy, trước bán 85. Đợt này về cho bác giá là 80k cho con bóng 50W này. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, các bác lên cho là bóng tròn 50W này. Đấy, bóng tròn nhá, bóng tròn. Đấy, lên cho là bóng tròn 50W. Giá là bóng tròn 50W. Giá của nó sẽ là 80k thôi, giá cực tốt luôn. Đó, 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con 65W này. Con này thì có lên cho là bóng tròn này, bóng tròn 65W nhá. 65W. Giá thì của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con bóng tròn 65W này thôi. Giá chỉ có 100k thôi. Giá cực kỳ là hạt rẻ cho bác luôn. Đấy. Giá rất là tốt thôi nhá. Đấy, đây. Một con bóng tròn như này. Khi vận chuyển thì có thể là nó sẽ bị bong cái nhôm này ra thì không sao cả. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Đấy. Tại vì là nó vận chuyển mà nó sẽ bị bong hay là bị trượt ra là bình thường. Về các bác lắp vào cho em là xong, không có vấn đề gì cả. Chủ yếu là cái mắt led này nó sáng, nó ngon lành là được không nhá. Đấy.
Con này thì công suất của nó sẽ là 65W nhé, 65W. Đấy, 65W là các bác dùng nó rất là vừa xinh các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Rất sáng luôn các bác ơi. Đó, rất sáng luôn. Công suất của nó sẽ là 65W nhé. 65W con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con bóng tròn 65W như này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Giá chỉ có 100k cho con bóng như này nhá. Đấy, rất sáng luôn các bác thấy không? Đây, sáng trắng luôn các bác này. Đó, con này mà mới có 65W mà đã sáng như này là các bác biết không? Đấy, rất sáng luôn nhá. Đấy, rất tiện luôn. Ở bên trong của nó thì nó là tỏa nhiệt đều bằng nhôm hết này, tỏa nhiệt bằng nhôm hết các bác nhá. Cho nên các bác dùng cực kỳ là yên tâm luôn. Đó, tỏa nhiệt bằng nhôm như này thì dùng nó rất là bền các bác nhá. Và bóng sáng rất là lâu. Đấy, rất tiện dụng luôn. Về nhà các bác chỉ lắp cái này cho em là xong. Đây, đuôi của nó là đuôi xoáy EA27 phổ thông. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con 65W này thì giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy, bóng tròn 65W giá sẽ là 100k. Đấy, 100k nhá. Giá rất tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái đèn đèn học chống cận nhá, đèn học chống cận hàng của Nhật. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 cho một con đèn học chống cận như này. Các bác lên cho em là đèn học chống cận hàng của thương hiệu Asahi Made in Japan cho bác luôn. Và giá thì chỉ có 190k thôi nhá. 190k thôi các bác này. Đấy. Giá của nó sẽ là 190k. Đấy, đèn học để bàn các bác nhá. Đó. Hàng Made in Japan luôn các bác này. Đấy. Đây. Hàng Made in Japan này, hàng của thương hiệu Katasamiko. Đấy. À, thời gian sáng công suất của nó là 20W, thời gian sáng của nó sẽ là từ 8 đến 10 giờ, từ 8 đến 10 tiếng, chạy bằng pin nhá. Đấy, và nó sẽ là sạc điện nhá. Pin của nó là 4000 mAh. Và con này thì nó sẽ là hàng sản xuất tại Nhật các bác này, Made in Japan này, hàng sản xuất tại Nhật các bác nhá. Cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy các bác này. Đây, và đằng sau nó sẽ có cái công tắc bật, các bác bật cái công tắc này lên cho em. Sau đó thì ở đây nó sẽ có cái phím cảm biến nhá. Có cái phím cảm biến đây. Đấy. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác một cái dây sạc như này nhá. Tặng kèm các bác một cái dây sạc và một cái lô này về thì nó sẽ tặng kèm các bác một cái quyển sổ nhỏ như này. Quyển sổ nhỏ như này anh em này. Đấy, tặng kèm quyển sổ nhỏ luôn. Ở đây thì nó sẽ có cái giá để các bác để bút luôn. Đây các bác để bút vào đây cho em này. Đấy, để bút vào đây. Đấy, còn khi mà các bác sử dụng thì đây nhá. Con này nó rất tiện cho các bác này. Đấy, cảm biến này, có thể đổi chế độ sáng này. Đấy, nó rất là nhiều chế độ sáng khác nhau cho các bác lựa chọn nhá. Đó, mắt cảm biến rất nhiều chế độ sáng khác nhau luôn. Đó, đây. Đấy, tha hồ cho các bác thay đổi tắt lên bật đi và đổi chế độ sáng các bác nhé. Đó, rất tiện dụng luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190k. Các bác lên cho em là đèn học chống cận nhé. Đấy, đèn học chống cận giá của nó sẽ là 190k. Đây. Đấy, đèn học chống cận giá của nó sẽ là 190k cho con đèn học chống cận này các bác nhé. Rồi ok, đây các bác nhé, con này khi mà các bác bật thì nó sẽ có cho các bác là giải màu trắng này. Đấy, màu trung tính này. Đấy các bác nhé. Đấy, màu sáng hẳn và màu trung tính như này. Đấy, các bác thấy không? Ánh sáng vàng nha. Ánh sáng vàng, ánh sáng trắng, ánh sáng trung tính như này. Đấy, nó sẽ có mấy cái cấp độ sáng khác nhau để cho các bác sử dụng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con đèn học chống cận như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là 190.000 thôi. Đây. Đấy, ba màu ánh sáng này, trắng, vàng và trung tính này, điều chỉnh độ sáng tối này, sạc tích điện này, cảm ứng tắt bật này, tích hợp hộp đựng bút này. Rất tiện dụng luôn, hàng của Asahi các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 190.000 nhá. Lên cho em là đèn học chống cận giá là 190.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên cho em là thuốc xương khớp bọ cạp các bác nhá. Đấy, lên cho em là xương khớp bọ cạp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bao nhiêu? 40k nhá. Đấy, lên cho em là xương khớp bọ cạp này. Đấy. Xương khớp. Đấy. Xương khớp bọ cạp, giá thì chỉ có 40k cho một hộp như này thôi. 40k cho hộp này thôi. Đấy, bác nào bị đau nhức xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng, rồi nói chung là tất cả các bệnh về xương khớp, đau đầu gối, các bác bôi cái thuốc này cho em. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn, nội địa của Nhật đây. Rất chất lượng cho bác nhé, toàn chữ Nhật hết này. Được tích hợp từ các loại thảo mộc, thảo dược như là các loại côn trùng như là bọ cạp này, rắn hổ mang này, cóc này, rồi là dết này, rồi là thạch sùng các bác này. Đấy. Thì những cái con này là nó chuyên trị cho đau xương khớp cực kỳ là tốt luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi nhá. Đấy, đặc trị xương khớp, đau xương khớp nhá. Xương khớp, lên theo là xương khớp bọ cạp. Giá sẽ là 40k cho một lọ này nhá. 40k cho một tiếp như này. Nó sẽ thuộc cái dạng kem trắng. Bôi vào thì dòng này của nó nóng, độ nóng rất là cao luôn. Nóng rất là mạnh nhá. Đấy, nóng rất là mạnh luôn các bạn. Đấy, nóng rất là mạnh cho nên là bôi nó rất là tốt. Dùng cực kỳ là tốt luôn. Em bán có khách lấy cả chục lọ luôn các bạn nhá. Có khách lấy cả chục lọ luôn các bạn. Đấy.
giá thì bên shop đang gửi tới bác giá cực kỳ là tốt luôn, 40k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bạt phủ xe nhé. Các bác lên cho em là bạt phủ xe, giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đấy, lên cho em là bạt phủ xe nhé. Đấy, bạt phủ xe, giá của nó sẽ là 50k cho một con bạt phủ xe như này. Giá của nó sẽ là 50k không nhá. Đấy. Con này thì cũng rất là tiện dụng luôn để cho các bác sử dụng khi mà mình đi ở ngoài đường hoặc là sử dụng xe mà để ở ngoài sân hoặc là các bác để trong nhà cũng được, nhưng mà mình che đậy lên cho nó khỏi bụi bặm thì cũng rất là ok thôi. Đấy, con này thì kích thước của nó sẽ là 2m x 1m nhá, chiều dài là 2m, chiều ngang là 1m đây các bác này. Đấy. Nó là thuộc cái dạng là bạt lưới các bác nhá. Đây, thuộc cái dạng là bạt lưới. Đấy. Có độ dai và chống nước rất là tốt luôn. Đấy. Thuộc cái dạng bạt lưới như này các bác nhá, bạt lưới như này. Đấy. Có độ dai, chống nước tốt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là bạt lưới nhá, bạt lưới. À, lên cho em là bạt phủ xe nhá. Đấy. Xin lỗi các bác, lên cho em là bạt phủ xe. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái con bạt phủ xe như này, giá chỉ có 50k thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái sản phẩm này luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho là bạt phủ xe. Đây các bác này, một con xe lết rất là to luôn. Đấy, một con xe rất là to. Đấy, nó chùm lên rất là gọn luôn các bác theo. Đấy. Các bác có thể là để ngoài trời này, để trong nhà cũng được, để chống bụi bẩn. Để ngoài trời thì chống mưa nắng cũng rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, lên mã giúp cho là bạt phủ xe. Giá thì chỉ có 50 cành thôi các bác nhá. Đó, 50 cành cho con bạt phủ xe này thôi. Rồi, ok. Thiết được khoảng từ 7 đến 10 quận anh em nhé, từ 7-10 quận cho anh em. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá cực kỳ hạt rẻ luôn, băng keo điện bên shop về số lượng cho anh em nhé. Đấy. Các màu xanh, đỏ, tím, vàng, trắng đầy đủ cho anh em. Đây. Một cân của nó đây anh em này. Đấy, một cân của nó đây anh em nhé. Đấy, một cân đây. Một cân đây anh em nhé. Một cân thì sẽ là vào từ 7 đến 10 quận. Bên shop đang bán cho anh em cái giá đó là 80.000 một cân nhá. 80.000 cho một cân này. Đó. Số lượng sẽ là từ 7 đến 10 quận cho anh em. Giá thì sẽ là 80.000 một cân anh em nhé. 80.000 một cân đây. Một cân của nó anh em này. Đấy. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 11 quận này. Đấy, nói chung là từ 7 đến 10 quận thì theo to nhỏ lớn bé cho anh em nhé. Đó. Băng keo điện, bên shop bán sẽ là 10k cho một quận này. Một quận này thì giá sẽ là 10k anh em nhé. Còn một cân thì bên shop đang bán cho anh em một cân 1kg nhá. 1kg thì giá sẽ là 80k. Còn anh em lấy nửa cân nhá. Nửa cân thì giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho nửa kg anh em nhé. 50k cho nửa kg. Còn một cân thì sẽ là 80.000 anh em nhé. Sản phẩm tiếp theo đấy, băng dính của nó thì hàng này sẽ là hàng siêu dai siêu dính cho anh em luôn, để em test cho anh em xem. Thứ nhất là hàng made in Japan anh em nhé. Đây đấy, made in Japan cho anh em này, ok chưa anh em? Đây đấy, made in Japan anh em nhé, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, made in Japan cho anh em hết nhá. Đây đấy, made in Japan anh em thấy chưa? Đó, đây made in Japan đây, hàng siêu dai siêu dính cho anh em luôn. Đấy, hàng này nó rất là dai anh em nhé, rất dai cho anh em nhé. Đây đấy anh em này, rất là dai anh em này. Đó, hàng rất là dai nhá, dài, độ bám dính rất là tốt luôn anh em nhé, rất dai rất dính luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá cực tốt luôn. Đây, made in Japan anh em này. Đó, đây made in Japan cho anh em. Đó, lên mã giúp cho em là băng dính điện anh em nhé, băng dính điện của Nhật. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới anh em là 80.000 một cân, nửa cân là 50.000. còn anh em lấy quận thì nó sẽ là 10.000 một quận. Tiếp theo đó, nay bên shop tiếp tục về cho anh em cái sản phẩm đó là cái đây. Đấy, cái này nó sẽ là cái bình xịt nhớt anh em nhé, bình xịt nhớt. Đấy, giá thì bên shop đang bán cho anh em giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, giá cực kỳ tốt luôn, đang bán là 50k. Đợt này về cho bác giá cực tốt nhá, 45k cho một con bình xịt nhớt này các bác nhá. Đó, giá của nó chỉ còn là 45k thôi, trước em đang bán là 50.000. Đợt này về cho bác giá sẽ là 45k cho một con bình xịt nhớt như này. Đấy, rất tiện dụng các bác này. Đấy, có thể ngoắt nghéo này, ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu được luôn anh em nhá, ngoắt nghéo đảo chiều nhá. Con này của nó là dòng bơm xi lanh nhá, bơm xi lanh cho nên anh em dùng nó rất là tiện dụng luôn. Đó, rất là tiện dụng nhá. Khi anh em mà để lộn tu như này nhá, nó không bị chảy ra đâu anh em ạ. Đấy, tại vì là nó là đầu xi lanh, nó sẽ ép cho cái nắp này nó đầy vào. Chỉ khi nào anh em ấn như này thì nó phải thịt ra thôi. Còn lại lúc nào nó cũng ở trạng thái là đóng, cho nên anh em yên tâm. Giá thì chỉ có 45k thôi, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Bên trong của nó là có cái lưới lọc này, có cái lưới lọc này anh em nhá. Đó. Còn con này của nó thì bằng hợp kim, sơn tĩnh điện cực kỳ đẹp luôn. Giá sẽ là 45k cho con này anh em nhá. Đấy, anh em lên mã giúp cho em là bình xịt nhớt, giá của nó sẽ là 45k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví màu xanh con này. Các bác lên cho là ví màu xanh. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho con ví màu xanh này các bác này, 100k nhá. Đấy, con này thì rất là nhiều chi tiết, nhiều các cái đầu phần chi tiết cho anh em sử dụng luôn. Đó, sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái bấm móng tay này, 1 2 3, 4 cái bấm móng tay. Rồi lấy dái tai, rồi nặn mụn, rồi tẩy da chết, rồi nạo gót chân. Đấy, giá sẽ là 100k nhá.
các bác lên cho em là ví xanh giá sẽ là 100.000 đó, các bác lên cho em là ví xanh nhá, giá sẽ là 100k đó, ví xanh nhá, ví xanh giá của nó sẽ là 100k anh em nhé, 100k cho con ví xanh này đó. Còn bên em có một con ví hồng đây, con ví hồng này thì giá rất tốt cho bác luôn nhá, con ví hồng này giá của nó sẽ là 70k cho con ví hồng này nhá. Đấy, con này thì cũng có 1, 2, 3 cái bấm móng này, rồi cũng cắt ra chết, rồi là kéo, rồi nói chung là nhíp, rồi đầy đủ tặn mụn các thứ đầy đủ luôn. Nó chỉ kém ở cái kia là ít chi tiết hơn, là không có cái nạo gót chân này với lại cái một số chi tiết nữa nhá. Đó, giá thì con này chỉ có 70.000 thôi. Con này thì các bác lên cho là ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 70k. Đó. Ví hồng này, đó. Giá của nó sẽ là 70k cho cái ví hồng này nhá. 70.000 cho cái bộ ví hồng như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái dao dọc giấy các bác nhá. Các bác lên cho em là dao dọc giấy này. Đấy, thì bên shop bán cho các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, dao dọc giấy. Shop sẽ bán cho các bác cái giá là cực tốt cho các bác luôn. Các bác lấy một con thì giá của nó sẽ là 15.000 nhá, 15k. Đó, 15k cho một con như này. Đấy, còn các bác lấy là từ 5 con trở lên thì bên em sẽ tính cho các bác cái giá đó là 10.000 một con. Đấy, tính giá tốt cho bác luôn. Nếu các bác lấy từ 5 con trở lên thì giá sẽ là 50k nhá. Từ 5 con trở lên là 50k. Đấy, còn các bác lấy lẻ thì chấp nhận là 15.000 một con này. Còn các bác lấy từ 5 con trở lên thì bên em sẽ tính cho các bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho 5 con. Đấy. Còn các bác lấy 2 con thì chấp nhận là giá của nó sẽ là 25.000. 25.000 cho 2 con. Đấy, còn lại là lẻ là 15.000 một con. Còn 2 con là 25.000. Còn lấy từ 5 con trở lên thì bên em tính cho các bác cái giá là 50.000. Đấy, tức là 10.000 một con thôi. Nếu lấy từ 5 con trở lên, lấy nhiều thì giá sẽ tốt các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, dao dọc giấy, hàng cực kỳ chất lượng nha bác luôn. Đấy. Lấy từ 5 con trở lên giá chỉ có 10.000 một con, tức là 50.000 5 con. Đấy, còn 2 con là 25.000, còn 1 con là 15.000. Nôm na là như thế cho các bác nhá. Đó. 1 sẽ bằng 15 này. Đấy. 2 thì sẽ bằng 25 nhá. Còn 5 con trở lên thì sẽ bằng 50.000. Đấy. Rất chất lượng nha bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con đây. Cái này thì nó là cái gọi là cái đánh son. Cái này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Hàng này thì khá chất lượng và bên shop bán khá là nhiều. Giá của nó sẽ là 15.000 cho một cái này các bác nhá. 15k thôi. Quá hạt rẻ luôn các bạn, 15k. Ở đây thì các bác sẽ có thể là xoáy ra này, cho dầu rửa bát vào đây, cho dầu rửa bát vào đây. Sau đó thì các bác xoáy nắp trở lại nhá. Xoáy nắp trở lại thì đây có cái này, nó sẽ có cái que treo và cái này để các bác ấn này. Các bác nhấn như này thì cái đầu của nó sẽ xịt cái nước rửa bát ra đây, và các bác trà cọ rửa, các bác không cần phải chạm tay chạm chân. Nó sẽ rất là bẩn thỉu, mất vệ sinh rồi bị ăn ra tay. Còn cái này các bác cứ cầm như này đánh cọ kỳ rửa như này cho em. Rất là tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới cứ các bác anh chị giá cực kỳ là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em là cọ nồi nhá, cọ nồi. Giá thì chỉ có 15k thôi. Lên cho em là cọ nồi nhá, cọ nồi. Đó. Lên cho em là cọ nồi, giá của nó sẽ là 15k cho cái cọ nồi như này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship. Đó, đơn từ 200k trở lên bên em sẽ bao ship các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con này thì bên shop lên cho các bác đó là củ nóng lạnh nhá. Con này thì nó sẽ cho các bác là cả nóng cả lạnh luôn. Đấy, hai đầu, một đầu một bên nóng một bên lạnh. Đó, có vòi đóng mát đây. Đấy. Có cả nóng lạnh nhá và có van xả này. Đấy, có xả có nóng lạnh cho bác. Hàng bằng inox 304, mạ chrome cực kỳ cao cấp luôn, sáng bóng luôn. Con này thì bên shop đang bán cho các bác cái giá là 450.000 cho một con như này nhá. Bên trong của nó là bằng đồng hết nhá. Đấy, bên trong của nó bằng đồng hết này các bác này. Đấy, các phần gioăng giếc kết nối đều bằng đồng hết. Hàng cực kỳ chất cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt nhá. Đấy. Các bác sẽ lắp cái đầu vòi, các bác lắp cái đầu vòi sen vào đây nhá. Đấy, và sen vào đây. Con này thì nó sẽ có cả nóng cả lạnh cho bác luôn. Đó. Lên cho em là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 450.000. Qua lên cho em là củ nóng lạnh, củ nóng lạnh. Giá của nó sẽ là 450k và bao ship nhá. Đấy. Củ nóng lạnh này, củ nóng lạnh. Đó. Lên rõ tên cho em nhá, tại vì bên shop rất là nhiều mã. Lên cho em là củ nóng lạnh, bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 450k nhá. 450k và bao ship. Đó. Con này thì các bác dùng, ví dụ như các bác không dùng sen cây thì dùng con này cho em rất là ok. Đấy. Con này chắc là nó nặng cũng phải tầm khoảng 3-4 lạng, tương đối là nặng luôn. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy, bên trong của nó thì bằng đồng hết đấy các bạn này. Đấy, bằng đồng hết. Đấy, và mạ chrome rất là đẹp luôn. Rất sáng bóng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác con củ nóng lạnh này. Giá của nó sẽ là 450.000 và bao ship. Đấy, đây các bạn này. Đó, một van xả để các bác xả nước sử dụng này và một cái vòi để các bác lắp hoa sen nhá. Lắp vòi sen. Đó, có đầu đóng ngắt ở đây này. Đấy, đóng ngắt ở đây.
rất tiện dụng luôn. Giá thì sẽ là 450.000. Lên mã giúp cho em là củ nóng lạnh nhá. Củ nóng lạnh giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Đấy, củ nóng lạnh giá sẽ là 450.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là sen đơn nhá, sen đơn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Các bác lên cho em là sen đơn nhá. Đó, sen đơn. Giá của nó sẽ là 190k. Đó. 190k cho con sen đơn này các bác nhá. Đấy, 190.000 các bác này. Đây. Đấy, con này thì nó sẽ ra cho các bác là hai đường nước. Đấy, các bác có thể một cái đường này thì các bác lắp vòi sen vào đây nhá, lắp vòi sen vào đây cho em. Còn cái đường này thì các bác dùng để xả nước bình thường. Đó. Ví dụ trong nhà tắm mà các bác muốn lắp một cái vòi sen thì các bác lắp cái này cho em. Đó, sau đó thì mình kết nối cái này vào nguồn nước nhà mình. Con này thì nó sẽ sử dụng cho các bác là hai đường nước, chia ra cho các bác làm hai đường nước và các bác sử dụng làm lắp vòi hoa sen vào đây thì rất là tiện luôn. Đấy, lắp sen cầm tay vào đây. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là sen đơn nhá, sen đơn. Con này thì rất là cao cấp luôn và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000. Hàng đều là của thương hiệu Osaka Japan nhá. Osaka Japan, hàng cực kỳ chất lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Đấy, Osaka Japan con này. Đó, con này thì các bác lên mã giúp cho em là sen đơn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con sen đơn như này. Con này bằng inox nhá, inox mạ chrome cực kỳ sáng bóng và đẹp luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000. Lên mã giúp cho em là sen đơn nhá. Sen đơn, giá của nó sẽ là 190k. Đó, giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đấy, lên cho em là sen đơn, giá sẽ là 190k. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái vòi chậu rửa nhá. Các bác lên cho em là vòi chậu rửa. Con này thì xoay 360 độ được luôn nhá. Xoay 360 độ. Đấy, xoay 360 độ đảo chiều được luôn. Tanh tách luôn, rất là ngon nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai đường nước, một nóng một lạnh nhá. Hai đường nước, một nóng một lạnh. Có tặng kèm các bác dây cấp nguồn luôn. Đấy, dây cấp nguồn như này. Cả bộ sản phẩm như này nhá, bao gồm cho các bác là hai đường nước, một nóng một lạnh. Con này thì bộ này của nó thì nặng khoảng 1 cân nhá, nặng khoảng 1 cân. Hàng cực kỳ dày dẫn nó chắc chắn luôn của thương hiệu Osaka Japan nhá. Nặng khoảng 1 cân nhá, hàng cực kỳ chất lượng nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng nha bác luôn. Con này cũng bằng inox 304 không bắt 500. Nó là dạng inox M nhá. Dòng này thì dùng thì cực kỳ là chất luôn, miễn chê luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới quý các bác anh chị, giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là vòi chậu rửa nhá. Vòi chậu rửa giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000 và bao ship. Đấy, các bác lên cho em là vòi chậu rửa này. Đấy, vòi chậu rửa. Vòi chậu rửa nhá, vòi chậu rửa. Giá của nó sẽ là 250k. 250k và bao ship nhá. Lên mã cho em là vòi chậu rửa. Con này 250.000 và bao ship. Con này nặng khoảng 1 cân nhá, nặng khoảng 1 cân. Có đầu nguồn nước cấp nóng lạnh luôn. Con này thì nó sẽ hàng khi nó vận chuyển thì có thể nó sẽ bị bọt như này này, thì anh em các bác thông cảm thôi nhá. Đó. Nói chung nó bị bọt tí này cũng không ảnh hưởng gì cả, thì anh em các bác thông cảm nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác có giá cực tốt luôn. Đó. 250.000 cho vòi chậu rửa như này. Con này các bác mà ra cửa hàng mua nhá, nó không quát cho các bác 4-500 thì em chỉ bé thôi các bác nhá. Đấy, các bác cứ bảo cho cái vòi chậu rửa 1 cân như này mà nó không bán cho các bác 4-500 thì các bác cũng không thể mua được đâu. Đó, 4-500.000 cái này mà bên em bán 250.000 bao ship tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia vòi tay đen nhá. Đấy, các bác lên trên là vòi tay đen. Con này thì tay nó đen như này các bác này, tay nó đen như này. Đấy, và con này thì nó có thể vừa xoay tròn này, vừa xoay tròn đảo chiều này, vừa ngoắt nhéo được nhá. Ngoắt nhéo để các bác đưa vào các vị trí khó này. Đấy, xoay đi xoay lại được. Còn con kia thì nó đứng yên, nó chỉ xoay tròn thôi. Nhưng con này có thể gập và xoay vòng được. Và có thể điều chỉnh nước tia và điều chỉnh nước một dòng nhá. Đấy, điều chỉnh nước tia và nước một dòng. Đó. Tay gạt nó màu đen như này. Lên trên là vòi tay đen nhá. Đấy, lên trên là vòi tay đen. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70 cân, cao 1m65. Con này bao nhiêu đấy? Con vòi tay đen này bao nhiêu đấy? Đấy, lên trên. Vòi tay đen. Đấy, vòi tay đen. Giá của nó sẽ là 330k nhá. Đấy. 330.000 cho con vòi tay đen này. Đấy, các bác lên cho là vòi tay đen. Đó. Đây. Đây có lên cho là vòi tay đen nhá. Đấy, vòi tay đen. Đấy, giá của nó sẽ là 330.000. Tay nó màu đen như này. Đấy, hàng thương hiệu Osaka Japan. Đấy. Có đầu kết nối rồi, có dây nguồn dính nhiếc cho bác luôn. Có cả dây nguồn dính nhiếc cho bác luôn nhá. Có dây nguồn dính nhiếc cho bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con vòi tay đen như này. Đây, hàng rất đặc nhá. Con này thì nó vào khoảng 1,3 đến 1,5 cân nhá. 1,3 đến 1,5 cân. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con vòi tay đen như này. Giá của nó sẽ là 330.000. Lên mã giúp cho em là vòi tay đen. Giá con sẽ là 330.000 thôi nhá. 330.000 vòi tay đen.
sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đây, cái đèn học chống cận nhá. Qua đây là lên cho em là đèn học chống cận này. Đó, đèn học chống cận, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây một con đèn học thế này các bác này. Đấy, một con đèn học thế này. Đấy. Con này thì của nó sẽ là bao gồm cho các bác là ba chế độ sáng nhá. Đấy, ba chế độ sáng đây. Các bác mở ra cho em như này. Đây. Hàng của Takasamiko, công suất của nó sẽ là 20W. Đấy, thời gian sáng từ 8 đến 10 tiếng nhá. Đó. Điện sạc của nó thì từ 110 đến 240V, pin của nó là 4000mAh, hàng made in Japan nhá, made in Japan. Đó, đây. Ở đây nó sẽ có cái khay này để các bác để bút này, đấy, để bút để các thứ này và dây sạc của nó đây, dây sạc các bác cắm sạc vào đít này nhá. Khi các bác sử dụng thì bật cho em cái công tắc này lên. Đấy, bật công tắc này lên này, đấy, bật công tắc này lên. Và cái phím này của nó sẽ là cái phím cảm ứng nhá. Đấy, phím cảm ứng. Đây các bác thấy không? Rất là tiện luôn. Phím cảm ứng nhá, rất là tiện luôn. Và của nó thì nó sẽ có cho các bác các giải màu này. Đấy. Màu trắng này, màu vàng này và màu trung tính nhá. Đấy, có 3-4 màu như vậy. Đấy, cảm biến nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây, đấy. Các bác chỉ cần nhấp tay này bỏ ra là nó sẽ nhảy màu này. Đấy, đây. Có theo. Đây. Màu trắng, màu vàng, màu trung tính này. Đó, tắt đi này. Đấy. Rất là tiện luôn. Đó. Giá thì các bác lên cho em là đèn học chống cận nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000. 190.000. Đó. Lên cho em là đèn học chống cận, đèn học chống cận, giá của nó sẽ là 190k. Đó. Các bác lên cho em là đèn học chống cận nhá. Đèn học chống cận này. Đó. Đèn học này. Đó. Đèn học chống cận, giá của nó sẽ là 190k nhá. 190k thì cái mã đèn học chống cận này. Đấy. Lên mã cho em là đèn học chống cận, giá của nó sẽ là 190.000. 190.000 các nhá. Đấy, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô hút bụi gạo nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000 cho một con hút bụi gạo như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. 250k nhé. 250k cho một con hút bụi gạo như này. Con này thì rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Con này của nó sẽ là hai chức năng nhé. Vừa hút bụi thông thường, vừa là các bác hút bụi ở các cái khu vực mà nó gọi là hút bụi thảm và bàn ghế nhá, thảm và bàn ghế, đấy, thảm giường bàn ghế đều được, nó sẽ có hai chức năng như vậy. Đây, cái này thì khi các bác có thể bỏ ra để mình vệ sinh rửa ráy thoải mái, đấy, các bác chỉ cần sập này xong này, đây, sập này xong, đấy, đây, đấy, hút rất là khỏe luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu nắp như này này, cộng với lại một cái đầu vòi này để các bác hút này, đấy, hút các bác nhá, đó, rất là tiện dụng luôn, đấy, rất tiện dụng luôn các bác, đấy. Nó cũng hút rất là khỏe luôn này. Đấy, hút rất khỏe luôn, hút rất khỏe luôn, đấy, nó nâng cái biển lên thoải mái quá nhá, hút rất khỏe luôn, các bác cắm chặt cái này vào kia, đó, hút rất khỏe luôn nhá, đó đây, đấy các bác theo, nó nâng cả cái biển này lên luôn này, đấy. Nâng cái biển này lên luôn, các bác theo, đó, hút rất mạnh luôn. Ngoài ra đây thì nó sẽ thay đầu cho bác nhá, khi các bác tháo cái đầu này ra này, sau đó thì mình sẽ thay cái đầu này vào này, thay cái đầu là cái này thì nó có cả tia cực tím luôn. Có cả tia hồng ngoại luôn. Đấy, đây các bác nhá. Bật lên này, đấy. Nó sẽ có tia hồng ngoại cho các bác nhá. Đấy. Đây các bác nhá. Đó. Con này khi các bác sập vào thì nó sẽ có kết nối điện nhá. Và nó sẽ lên cái điện, cái tia cực tím như này các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái tia cực tím. Cái tia này thì khi mà các bác hút bụi ấy, thì nó sẽ giúp cho các bác là diệt khuẩn luôn nhá. Đấy. Ở đây nó sẽ có một cái tia sáng như này. Ví dụ như các cái dòng vi khuẩn nhỏ mà nó chạy qua cái tia cực tím này là nó sẽ khử hết các bác nhá. Khử hết cho các bác cái tia cực tím này luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn đó. Lên mã giúp cho em là hút bụi gạo nhá. Đấy, bỏ này vào chỗ lỗi luôn. Lên mã cho là hút bụi gạo. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000 nhá, 250.000 cho con hút bụi gạo như này. Con này thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn, dùng rất là ngon luôn nhá. Đấy. Khi các bác cho vào thì nhớ cho em ở đây nó có cái lẫy này, các bác sập cho em đúng vào cái lẫy này nhá thì nó sẽ là chuẩn lẫy nhá. Chứ còn các bác lắp không đúng lẫy là nó sẽ không kết nối được đâu. Như vậy các bác nhá. Đấy, mình lưu ý đi em, nó sẽ có cái lẫy để mình sập vào. Còn khi mình rút ra thì mình cứ rút thẳng này nó sẽ ra thôi. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác một con hút bụi gạo như này. Có dây sạc ở đít nhá. Đây có dây sạc ở đít như này. Đấy, dây sạc ở đít này các bác này. Đấy, cắm dây sạc vào đây. Đấy các bác nhá, giá thì chỉ có 250.000 thôi. Lên mã giúp cho em là hút bụi gạo nhá. Hút bụi gạo thì giá có sẽ là 250k cho một chiếc như này. Để các bác dùng thoải mái luôn, con này thì vừa là hút bụi thông thường, vừa là hút thảm, hút ghế sofa rồi giường chiếu, vừa có tia cực tím để diệt khuẩn luôn. Hút bụi gạo giá sẽ là 250k. Rồi ok.